có lẽ cho đến thời điểm này thì cái từ patina được chúng ta nghe nói đến khá là nhiều, nhất là trong lĩnh vực thời trang đồ da. Đặc biệt, giày da nam patina đang trở thành một trong những loại giày tây cao cấp được cánh mày râu vô cùng yêu thích bởi sự cá tính độc đáo nhưng cũng không kém phần lịch lãm sang trọng. Vậy thì giày patina là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nha. Patina là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp đánh màu thủ công bằng tay trên những đôi giày da mục. Hay nói một cách nghệ thuật hơn thì patina có thể hiểu là trò chơi của ánh sáng và màu sắc. Bởi độ sáng tối, đậm nhạt trên đôi giày đều được quyết định bởi bàn tay tài hoa và sự sáng tạo không giới hạn của những người nghệ nhân. Do làm thủ công cho nên là những cái sản phẩm mà tạo ra thì nó cũng hơi khác biệt so với nhau một chút. Ngay cả trên một đôi giày thì hai chiếc nó cũng có những cái sự khác biệt nào đó. Cho nên đây là một sự lựa chọn hết sức là hoàn hảo cho những người mà có cái gu sở thích thời trang mà độc đáo chút. Để mà có được một đôi giày patina thì trước tiên là cái đôi giày đó phải là da mộc, thì cái màu nó mới rút vào trong cái đôi giày thì nó mới tạo nên những cái lớp màu khác nhau như vậy. Và trước khi mà mình lên màu thì mình cũng phải qua những cái công đoạn như là ủi, vệ sinh cho sạch sẽ để cho cái lớp da nó hoàn hảo nhất có thể, để mà khi mà mình lên màu thì cái nền của cái màu nó sẽ giống như cái ý của mình. Và đặc biệt là đối với kỹ thuật của người thợ thì họ cũng phải có một cái định hình trong đầu là cái đôi giày đó mình sẽ đánh màu như thế nào. Ngoài ra đòi hỏi người thợ cũng phải có một cái gu thẩm mỹ và một cái óc sáng tạo. Nhìn chung thì kỹ thuật đánh màu patina sẽ gồm một số cái phương pháp như sau. Một là mình sẽ có những cái dạng bông như vậy, hoặc là bông như đôi này trên đây mấy bạn thấy. Hoặc là mình sẽ có các loại đánh màu xước như này để mình tạo những cái lớp sóng ở trên cái đôi giày. Hoặc là mình có những cái lớp bảng màu sáng tối khác nhau để mà tạo nên sự tương phản ở trên đôi giày. Một đôi giày đánh màu patina không phải chỉ dành riêng để mang dưới chân di chuyển hàng ngày, mà theo tôi nó còn là một tác phẩm nghệ thuật của những người thợ việc lành nghề, giúp tôn lên gu thẩm mỹ và khẳng định cá tính cũng như là đẳng cấp của người sử dụng.